người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thứ thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần, đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quan sát hiện tại và kiến tạo tương lai. Quán cà phê, chốn khai mở tư tưởng thời đại của Sigmund Freud. Từ cuối thế kỷ 17, hàng quán cà phê bắt đầu xuất hiện tại Viên và nở rộ vào những năm cuối thế kỷ 18 với vô vàn không gian đa dạng, phong phú, từ cà phê ốc đảo, cà phê báo, cà phê hòa nhạc đến cà phê bia, là nơi chốn ưa thích của giới trí thức, từ nghệ sĩ, nhà văn, chính khách cho đến các triết gia. Nếu bước vào quán cà phê, bạn có thể bắt gặp Sigmund Freud ngồi cùng bàn với Gustav Klimt, Leon Trotsky hay thậm chí cả Adolf Hitler, bởi họ đều sống ở Viên thời kỳ này và đều có thói quen đến quán cà phê thường xuyên. Vào thời khắc chuyển giao từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, có người đối diện với cuộc khủng hoảng về tâm thức là hậu quả của cách mạng công nghiệp, biến con người trở nên nhỏ bé trước cỗ máy công nghiệp khổng lồ, và mình nhân loại đòi hỏi một giải pháp tổng thể để thoát khỏi trạng thái bi quan với thực tại. Trong giai đoạn này, hàng quán cà phê đã trở thành nơi đặc biệt quan trọng, đóng vai trò xúc tác cho những tư tưởng mới được thăng hoa, truyền bá, đáp ứng những chuyển biến thời đại. Sigmund Freud chính là nhà tư tưởng tiên phong trong việc khai phá những miền sâu thẳm của cảm xúc, lý giải và xoa dịu thế giới nội tâm huyền bí của con người. Ông đã phát triển học thuyết phân tâm học ngay tại quán cà phê Landmann. Ông dành hàng giờ khám phá những yếu tố cần thiết mà một xã hội trật tự cần có để vận hành và vượt thoát trạng thái xung đột. Từ đây, những tác phẩm quan trọng đặt nền tảng cho ngành phân tâm học ra đời. Lý giải nguồn năng lượng bên trong mỗi con người trong mối quan hệ biện chứng của trật tự vũ trụ và lịch sử loài người. Năm 1908, Sigmund Freud thành lập Hội Phân Tâm Học Viên và tổ chức những buổi đàm thoại hàng tuần tại quán cà phê Corp. Những thảo luận mới về các xung đột giữa ý thức thực tại với phần vô thức của hệ tâm thần được các trí thức chia sẻ tại cà phê Corp đã làm hoàn thiện hơn thuyết phân tâm học. Công trình nghiên cứu phân tâm học của Sigmund Freud được đánh giá là một trong những cống hiến khoa học có ảnh hưởng mạnh nhất đến tư tưởng của thế kỷ 20, đóng góp rất lớn vào sự nghiệp di sản tâm lý học của nhân loại. Nhà sử học, y học Henry Ellenberger nói rằng phạm vi ảnh hưởng của học thuyết phân tâm học thấm đậm tất cả các lĩnh vực văn hóa đến mức làm thay đổi cách sống và quan niệm của chúng ta về con người. Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã tâm huyết lựa chọn cẩn trọng 3 tác phẩm kinh điển nhất của Sigmund Freud, gồm có Nghiên cứu phân tâm học, Nền văn minh và sự bất mãn của nó, Moses và Đọc thần giáo, cùng hơn 100 cuốn sách thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất của nhân loại để tạo lập nên tủ sách nền tảng đổi đời. Những cuốn sách quý trong tủ sách nền tảng đổi đời, bên những ly cà phê năng lượng, vốn được xem là thần dược cho não, thần dược cho sáng tạo, sẽ giúp đánh thức khát vọng vĩ đại bên trong mỗi cá nhân để siêu vượt chính mình, đạt đến trạng thái hạnh phúc đích thực.